vừa gặp thôi là mồm là há hốc rồi đúng không? Đó, mắt trận sinh lên mồm. Em thấy là cầm cái ly em mà kiểu uống không được ấy anh, là sao mà được lâu lâu cái giọt gì tông 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 ở trong ly. Cái này nói quá. Mở cửa ra cái em trắng luôn. Sao em trắng luôn? Trắng thì em không nghĩ nhà anh lại nghèo như thế. Tại vì như bình thường nhá, anh thì rất là nhìn cầu thủ và trông nhìn rất là trải chuốt rồi này kia, mà lúc một quả mình về nhà mình thấy ôi sao về nhà anh lại nhìn nghèo mà nhìn lại còn nghèo hơn cả nhà bác em ở dưới quê nữa cơ. Mà em hầu như là ai gặp người ta cũng sẽ quý. Anh chỉ có một cái tật là anh ấy mê bóng đá quá thôi. Bỏ vợ được nhá, bỏ công việc được nhưng bỏ bóng đá là không được rồi. Vợ chồng em là Mạnh Tú với lại đây là Lâm Thị Phương. Rồi anh Mạnh Tú em, hôm nay Tú giới thiệu về mình trước đi. Dạ em năm nay 39 tuổi. Công việc thì đang làm tại công ty thoát nước thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh số 4. Còn em? Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận ạ. Em là Phương, năm nay em 36 tuổi ạ. Công việc hiện tại của em thì là em đang kinh doanh ở nhà thôi ạ. Em có mở một cái quán ăn nhỏ nhỏ trên đường Trường Sơn ạ. Trường Sơn, nghĩa là gần nhà anh rồi. Ô nhà anh ở đâu? Trường Sơn quận 10 hay là Trường Sơn Tân Bình? Em ở Trường Sơn Tân Bình ngay sân bay cơ. Xa lắm. Tôi lại gần tôi. Gần tôi. Ừ, gần tôi. Mà là mình bán cái món gì vậy? Cưng, món Bắc này đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đấy, ta gần Super Bowl không? Dạ. Ngay đầu ngõ nhà thấy Đức Hải, chị ngồi rồi. Đấy, tôi thấy Vi Vu gần đâu đấy. Ok. Kể cho Quốc Thuận với chị Hồng Vân nghe là cái cơ duyên nào hai vợ chồng gặp nhau. Và lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau nào? Nếu mà lần đầu tiên thì tụi em không có ấn tượng gì về nhau hết á. Nhưng mà gặp nhau ở đâu? Dạ, lần đầu tiên tụi em gặp nhau là ở quán cà phê. Thì là chồng em, lúc đấy là em đi tập nhảy. Xong rồi mãi tầm khoảng chừng 9 giờ rưỡi em tập cái ca cuối cùng của cổ cái lớp nhảy. Thì em mới ra, em mới gặp anh ấy. Anh ngồi với bạn em. Thì là hai người ngồi nói chuyện với nhau. Thì em cũng không nghĩ là có một người thứ ba nữa đâu. Thì em cũng vào, em cũng ngồi xuống như bình thường. Thì chồng em lại tưởng là em là nhân viên phục vụ ở đâu ấy, tự nhiên tới để ngồi ra bang lại. Dạ, tức là quán cà phê. Quán cà phê, đúng rồi ạ. Em có ấn tượng gì với Phương không? Nhìn dạ, như là nhân viên phục vụ. Lúc đấy còn không biết là bạn của đứa em. Thì cũng nghĩ là nhân viên phục vụ thôi, thì mình cũng không để ý lắm. Nhưng mà nhân viên phục vụ mà xinh như này mình phải sau, tia. Sau cái lúc đầu thì mình là mình phải tia tí chứ em ơi, xinh như này. Ăn mặc như thế nào mà để ảnh là tưởng là nhân viên phục vụ? Em thích mặc sexy lắm, em mặc cái ống ngang như này. Ôi. Xong ôm bó sát vô. Thì lúc sau là em về lại Nam Định. Em còn đang đi đá bóng á, đi theo cầu thủ đi đá bóng. Tức là lúc đấy vào đây thi đấu. Tầm độ một tháng sau, anh vào Sài Gòn tiếp. Buồn đấy chị, không có ai đi chơi. Xong bắt đầu mình hỏi xin bạn em cái số của em. Thế là nhắn tin cho em là anh là fan hâm mộ của em đây. Cho anh làm quen với em được không? Điều chứ. Điều, đúng là điều lắm chị ạ. Thế là em mới bảo là cái này tào lao rồi. Em thời đó em còn đang đi học. Đi diễn thì bập bẹ. Thế đâu ra mà fan với lại phiếc. Thế em bảo là em không trả lời. Em không trả lời 3 ngày luôn. Thế là bắt đầu anh mới phải nhắn tin lại là anh là bạn của Công. Lần trước có gặp em ở quán cà phê rồi. Em có rảnh không? Sắp tới anh lại vào. Chẳng có gì anh em mình đi cà phê nhé. Đấy. Thì là bắt đầu em mới trả lời lại. Vừa gặp thôi là mồm là há hốc rồi đúng không? Đó. Mắt trận sinh lên mồm má. Em thấy là cầm cái ly em mà kiểu uống không được ấy anh, rồi xong bắt đầu lâu lâu anh cứ thấy cái giọt gì tông ở trong ly. Cái này nói quá. Nhưng mà đó là câu chuyện của cách đây bao nhiêu năm rồi? Dạ của 16 năm trước ạ. 16 năm. Lúc đó là em đang đá cho đội Nam Định. Lúc đấy thì em không biết cầu thủ là cái gì. Cái lần đầu tiên thì gặp thì anh có giới thiệu em là anh là cầu thủ. Không biết cầu thủ là gì. Em không biết cầu thủ là cái gì. Xong về bạn em bảo lương cao lắm. Lương mười mấy 20 củ đấy. Em bảo ôi cầu thủ mà có lương á. Em bảo ôi tao tưởng cầu thủ là mấy cái thằng mà ăn ở không suốt ngày long nhong xách giày đi đá bóng thôi chứ vô công rồi nghề chứ làm gì có nghề cầu thủ nữa à. Em bảo bạn ấy như vậy. Em bảo không mày bị điên à, cầu thủ người ta lương người ta mười mấy 20 triệu một tháng. Em bảo eo ơi được đấy, ngon. Nó như là giao diện ngon, công việc ngon đó. Đúng rồi. Quen nhau qua tin nhắn. Vâng, nói chung là cũng quả đấy kết nổ bát nổ đĩa rồi anh ạ. Nên là thôi, ngày nào cũng không cần nạp mấy cái cạc điện thoại và gọi điện. Ngày lúc đó thì đâu có video call đâu đúng không? Chỉ là đang thôi, đúng rồi. Rồi sao có rủ cô ấy về nhà không? Tức là sau khi anh ấy hết giải, anh vào anh thăm em, anh chơi với em thì em lúc đó là quen rồi đúng không? Dạ vâng, quen rồi, quen rồi thì anh mới vào thăm em. Thì là em lại được trúng một cái casting của một cái phim ở ngoài Bắc. Thế là điện rẻ, thế là em mới xin nhà em là cho em ra ngoài đấy em casting lại vào vòng nữa. Thì là nhà em cho ra thì là đúng rồi, thì là em kết hợp là em về Nam Định, em về nhà anh em cho biết nhà biết cửa luôn, để xem thăm anh luôn, để xem gia đình anh như thế nào luôn rồi. Em về nhà anh ạ, mở cửa ra cái em choáng luôn. Sao
em chẳng luôn. Chẳng. Tại vì em không nghĩ nhà anh lại nghèo như thế. Tại vì như bình thường nhá, anh thì rất là nhìn cầu thủ mà trông nhìn rất là trải chuốt rồi này kia, mà lúc mà quả mình về nhà mình thấy ôi sao về nhà anh lại nhìn nghèo mà nhìn lại còn nghèo hơn cả nhà bác em ở dưới quê nữa cơ. Và lúc đó làm sao? Thì sốc em hả? Không, em thì cũng có hơi tí ngạc nhiên thôi, nhưng mà em bình thường, tại vì khi mà em yêu anh là em biết là anh ấy có làm ra tiền và anh ấy cũng rất là hiếu thảo. Em thích là anh ấy là hiền lành, điềm đạm và rất là hiếu thảo với gia đình. Thế rồi vào thì lúc nào thì gặp lão Đức Hải? 10 năm trước. Tầm 10 năm trước. Thì lúc đấy em cũng nghỉ bóng đá rồi. Lúc em vào đây là không có việc. Không, em vào em có đi đá bóng mấy đội nữa. Như vậy là các bạn quen nhau bao lâu thì cưới? 5 năm. Cái giai đoạn đó là giai đoạn mà tụi em đang giống như là rất là khổ. Khi mà tụi em lấy nhau thì là bắt đầu chồng em đá bóng được 1 năm nữa là bắt đầu chồng em thất nghiệp. Cái năm 2012 là năm khủng hoảng của bóng đá. Thì lúc đó em mới sinh con được có 11 tháng thôi. Thì là em bảo bây giờ thôi chết rồi, chồng mà thất nghiệp như vậy thì mình còn con cái nữa. Thì em mới bảo tôi quyết định là mở cái quán bánh cuốn. Thì cái thời điểm đó là tụi em kinh doanh rất là thành công. Em để lại cửa hàng cho chị gái em. Xong rồi em đi lên trên quận nhất em làm. Thì 6 tháng đó em làm không thành công. Vì em mở món Bắc nhưng mà khu người Hoa. Cái thời điểm đó tụi em còn non kinh nghiệm quá, nhà hàng không ra nhà hàng mà quán không ra quán nó bị lỡ cỡ ấy chị. Thế là thành ra là tụi em rất là vất vả cái thời gian đó. Em làm 6 tháng mà hầu như là tiền lúc ấy tiền vay tiền mượn không à. Thế là em ngồi em cộng vào đến lúc mà 800 đến 900 triệu rồi. Bắt đầu tay em run lẩy bẩy thế này là chị Vân. Có nhớ chưa? Vâng, cái lúc đấy đã có 6 là có mấy tháng lỗ đấy em. Lỗ. Thế là thôi em sợ quá em đóng sổ lại em không cộng nữa. Xong bắt đầu em buông xuôi cứ tới đâu hay tới đó thôi. Thì vô tình hôm đấy là thầy Hải đi qua quán của em. Thầy tới thầy ngó nghiêng nghiêng thì nhìn lỗ bao nhiêu rồi nói mau. Em bảo là thú thật với thầy là em lỗ chắc gần tỷ thôi thầy. Thế thầy mới nói em là thôi dẹp sang đi, sang được bao nhiêu thì sang. Bây giờ đi về bên chỗ tôi, ở đầu hẻm nhà tôi một quán bán chân gà nướng, 10 nhân viên, mỗi đứa cuối năm vác một cái xe máy đi về, còn lại bao ăn bao ở hết. Tháng nhà người ta bỏ ra 100 triệu bỏ túi. Em bảo tôi không biết thầy có nói điêu không chứ làm gì mà bán chân gà mà bây giờ 100 triệu một tháng mà lợi nhuận. Mà chân gà bây giờ mà ai còn ăn nữa. Thế là buổi tối em mới quyết định em đi ngang qua thử cái chỗ mà khu nhà thầy. Trời ơi em thấy 3-4 quán chị Vân ơi, quán nào cũng đông chị đen. Chị ăn rồi. Quán nào mà. Cũng đông dạ, dạ. Đen anh luôn. Biết cái đợt đó là anh cũng là cũng hay ngồi ở đó. Tại vì chị là em ngay Super Bowl chỗ đó mà. Thì đó. Cái nhà lão Hải là chị đã ghé ăn chân gà mấy lần rồi. Dạ đó thì em không nghĩ là tại sao mà chân gà bây giờ người ta bán lại đông như thế. Em đều quyết định em sang liền. Qua bên chỗ nhà thầy Hải em thuê nhà. Xong bắt đầu em ra bày bàn ghế dọc cái hẻm của người ta. Vừa làm cái chú tư trưởng ở đâu đây? Hai anh chị để ở đâu đây mà tới đây mà nhảy vào xóm người ta mà làm như thế nào thế kia. Xong bắt đầu công an tới, thế là bắt đầu cái thầy lại giúp đỡ, thầy lại ra tay cho tụi em. Thế là bắt đầu kể từ đó là thế là cô chú ở trong xóm cũng rất là tạo điều kiện cho vợ chồng em làm ăn, không có ai khó khăn gì hết. Rồi bây giờ đó tới phần này đó, thật xấu của anh là... có nhiều không? Nóng tính cực kỳ. Đấy chị cũng cảm giác thế. Và máu lên não là cực nhanh. Đấy, một phát chị nhìn là tia tia là biết nóng tính rồi. Cái giọng là cái giọng như ghê gớm này. Đánh đá quá. Không ai bắt nạt động được vào đâu. Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Dạ thì em cũng muốn vợ em thay đổi bớt nóng tính lại. Rồi bây giờ tới em đấy. Anh ấy có tật xấu gì không? Chồng em hầu như là ai gặp người ta cũng sẽ quý. Anh chỉ có mỗi cái tật là anh ấy mê bóng đá quá thôi. Bỏ vợ được nhá, bỏ công việc được nhưng bỏ bóng đá là không được rồi đó. Anh ấy cứ chiều nào đều răm rắp tác ba lô lên như kiểu học sinh đi học vậy đó anh. Ngày nào vậy, mưa nắng cũng vậy đó. Vợ nhờ cái gì có thể nhiều khi còn khó chứ mà tới giờ đá bóng là không cần phải ai nhắc, ta phải đi. Cứ ta phải lo cho ta. Thì nhờ trước cái giờ đấy cho em. Một lần đá đến cái giờ đấy là nó bồn chồn hơn người. Ta phải đi thôi. Như em đá bóng là nguyên tuần ấy, từ thứ hai đến chủ nhật. Thì ngày nào cũng có đội bóng, mình chơi cũng nhiều năm. Thì anh em quý mến thì mình cũng như kiểu đi tập thể dục đến sức nhưng khỏe mà, thôi. Nhưng mà đá như vậy là có nguồn kinh tế không? Dạ, hầu như đá hầu giao lưu giao hữu thôi. Đi đá giao lưu giao hữu. Trời ơi, nhiều khi mà em tức mà em cay có cái đợt cái năm đó là Tết. Nhân viên em thì những cái nhân viên kỳ cựu thì hai anh chị là bầu. Anh chị đẻ đứa thứ năm, thế là anh chị phải về đẻ sớm. Tức là 10 người làm thì bây giờ còn lại có 5 thôi. Mà em gánh việc hết cho 5 cái con người đó. Thế là em cũng rất là mệt mỏi. Người rửa chén không có. Thế là em phải lao vào em rửa. Coi như từng thau to gì này. Chồng mình á, có nhiều hôm ấy, em bảo anh ơi, dọn hàng cho em nhá. Ok, anh dọn xong rồi, anh dọn xong rồi, anh để ngoài hẻm rồi anh đi đá bóng trận rồi tí anh về nhá. Vẫn còn đi đá bóng được nha anh.
em ra vừa rửa xong chén em ra em ngó. Trời ơi, nguyên một cái hẻm ông để một đống đồ đấy xong ông đi. Ông có dọn cái gì đâu. Ông chỉ để ông bảo ông dọn ra là ông bắt đầu hẻm đó chị. Thế là chuối. Bác ra đã dọn đồ ra hẻm rồi còn gì nữa. Nhưng mà em ơi anh dọn em đồ nói ra có sai rồi. Nào đâu. Mà chưa xếp. Em nói có sai chưa nào đâu. Chưa sắp xếp cho em. Em ra em nhìn thấy không dọn dẹp cái gì. Lần đấy em điên quá. Em xách xe. Em để hết đồ đấy em không bán buôn gì hết. Em kệ luôn. Bắt đầu em xách xe ra sân bóng. Mặt em hầm đấy. Em đi vào sân bóng em chỉ thẳng giữa mặt. Ôi. Anh Thông. Lúc đấy em không gặp anh ấy em gặp anh khác. Anh Thông. Anh kêu anh Tú về ngay cho em. Nếu ông không về, đừng có trách em hôm nay là nhà có chuyện lớn. Thế là bắt đầu mới anh kêu Tú mày đi về đi đừng có đá nữa, đi về đi. Tận nơi đúng rồi rồi kìa. Rồi ông chạy về á. Ra, ông vừa về phát em nhảy xách lên giữa hẻm. Em đứng lên em chống lạnh em chửi. Mà trên cái đường đi chị biết không, lúc đấy là bắt đầu. Em ức cái chị không, tức là bao nhiêu cái mà em dồn nén em tức quá. Em bảo nhiều khi em ra đời á. Bao nhiêu lâu rồi em không có cảm xúc mà bảo khóc lóc hay cái gì đâu. Em bảo chồng đánh em còn chưa chắc mà em đã khóc cơ. Hôm nay em đi em khóc từ sân bóng em khóc về. Em bảo sân đời em lại chói như thế này. Rồi sân đời em lại khốn nạn như thế này. Tại sao mà hát bé xé ra to chứ. Có cái gì mà Phương muốn Tú thay đổi điều gì bây giờ không? Em muốn anh thay đổi cái gì để anh thay đổi. Đây là cơ hội đó nha. Nếu mà anh mặc hoàn hảo quá thì anh sẽ không lấy em. Rồi ok. Nhưng mà thực ra vì nhờ đá bóng đá tụi em cũng có rất nhiều những cái mối quan hệ tốt mà. Đúng rồi, nhờ ông đi đá banh đó. Đó. Mấy ông cầu thủ nên kéo là... tàng. Yêu chưa nghe vợ nói rồi, đứt ruột đứt gan chưa? Dạ, em thấy chưa? Khúc luôn rồi. Đấy. Rồi, thôi trước khi chia tay thì chắc có lẽ là nhờ hai vợ chồng. Chứ em phải đề xuất chứ, hai vợ chồng đề xuất chứ. Có một lời gì đó với nghệ sĩ Đức Hải không? Không biết rồi. Nói gì vì là tình cảm thì vẫn cứ như thế thôi ạ. Rồi, vợ có nói gì không? Thầy không những là người thầy mà cũng như người cha nữa. Gọi là mắc nợ với vợ chồng em, mắc nợ quá trời luôn á. Xong hoài không dứt nợ, đã luôn mà giúp đỡ vợ chồng em những ngày vợ chồng em còn khó khăn, về kinh tế, về định hướng, về hướng đi, về mọi cái. Nói chung là vợ chồng em rất là cảm ơn. Thế thôi, nhân trong cái không khí, bầu không khí rất là yêu thương đầm ấm này thì đề nghị chồng có một lời gì với vợ đi, bởi vì nghe xót xa quá đây. Xin có lời là cảm ơn vợ đã luôn ở bên anh những lúc dù khó khăn nhất. Hai vợ chồng vẫn đồng lòng. Ôm nó phát đi em. Ôm nó phát đi. Cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Cháu là Hạnh, sinh năm 87 và hiện nghề nghiệp kinh doanh hiện tại của nó là kinh doanh về trang sức. Trang sức. Bác sĩ cô hỏi là quê con ở đâu con? Quê con ở Yên Bái. Yên Bái chứ phải Bắc Ninh một cái. Nhận dòng họ rồi. Vừa họ Ngô mà vừa ở Bắc Ninh nữa. Không, không phải Đồng Hương luôn. Yên Bái. Không phải chứ mà Bắc Ninh á là Đồng Hương. Coi như Đồng Hương. Không chừng là bà con luôn á. Thì đó. Đúng không? Rồi bây giờ mời vợ con xin hạnh nào. Dạ con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Chào khán giả. Con tên là Nghiêm Vân Nhi, sinh năm 1989 ạ và hiện tại con là founder của một hãng mỹ phẩm. Dạ. Mẹ hả? Dạ. Chồng là trang sức, dạ. Vợ là mỹ phẩm, dạ. Đứa nào kiếm nhiều tiền hơn đứa nào? Đang đỏ. Đang đỏ. Nói chung là các bạn làm một cái công việc coi như là giúp cho con người làm đẹp, đúng dạ, không? Dạ. Làm đẹp và sang trọng lên. Dạ. Rồi vậy thì bây giờ quay ngược thời gian lại cho chú hỏi là cái cơ duyên nào mà hai đứa biết nhau? Rồi lần đầu tiên gặp nhau thì có ấn tượng như về nhau không? Đoán đi, bé này lên Yên Bái mua trang sức. Hoặc là khúc này đi xuống đi, mua mỹ phẩm. Ủa mua mỹ phẩm cho ai ta? À rất có thể là ngày hôm đó là một cái ngày sinh nhật của mẹ chẳng hạn. Đó, thì sĩ Hạnh đó đi mua một cái mỹ phẩm và vô tình gặp một cái cô gái lúc này cũng chưa phải là founder đâu, lúc này cũng mới là một cái nhân viên tiếp thị mỹ phẩm thôi. Thì vô tình thấy cô này xinh quá và cua cổ, đúng không? Không đúng á. Vậy số gì vậy? Số gì vậy? Có bao giờ em trúng không á? Trời ơi khó lắm, khó trúng lắm chị Mộng ơi. Nha. Dạ. Đó sao bây giờ khai dạ, đi. Dạ, sự thật thì là bọn con có cái ngày hôm nay thì là con là người đầu tiên là chấm. Khi đó thì con nhớ là vẫn còn hồi là con đang học đại học thì cũng FA mấy năm rồi. Thì hôm đó gặp một cái người bạn trong lớp thì bảo em xem em có bạn nào xinh không giới thiệu cho anh cái. Thế là hồi đấy là bạn con mới dùng cái blog 360 và ở đây anh xem này, mà con mới chọn trong cái fan list của bạn con thì lướt qua thì đúng cái của vợ con thì con dừng lại em này có người yêu chưa? bạn con bảo chưa anh ơi. Thế là bảo chuyển anh tại vì hồi đấy con bị ấn tượng bởi cái nụ cười ở trên cái ảnh của vợ con. Nhưng mà thực ra hồi đấy là mình có nhìn hình nhưng chưa được nghe tiếng, sau này biết quen nhau rồi thì mình thấy vợ con cười không dễ thương lắm. hơi ồn. Trời, như vậy là tụi con quen nhau lâu rồi đúng vâng không? Hồi là đang học đại học. Dạ.
đang học đại học như vậy là lúc đó con mới bao nhiêu? 20 tầm đấy, tầm 20. Bé này vậy là 18 thôi. Có 17, 18. Chồng con là không có khái niệm về thời gian rồi đấy. Hồi đấy chồng con sinh năm 87 thì năm đấy là năm 2008 ạ. Thì hồi đấy là chồng con là 21, đúng không? 21 tuổi. Thì là 21. 21 tuổi thì đúng rồi. Con giỏi là con 19, 18. Đúng rồi ạ. 18, 19 chứ mấy. Và cái thời mà blog 360 độ là có trên 10 năm rồi. Đúng không? Đó. Nhưng mà là cái đó là cái chuyện mà sau này là cô ấy cười rất là ồn sao phát hiện đúng không? Dạ. Nhưng mà lúc trước đó là nhìn avatar, nhìn hình nền là thấy cười rất là duyên dáng đúng không? Đúng rồi, vậy thì làm sao mà tiếp cận với cô ở ngoài đời? Dạ, thì con có bảo bạn con là giới thiệu thì bạn con cũng là tổ chức gặp mặt, kiểu rủ đi ăn uống vô tình ấy. Thì set up kiểu tình cờ thì bọn con cũng có gặp nhau thì lần đầu tiên thì đi ăn uống cà phê cũng có cả cái người bạn của con đã xem phim. À có nghĩa là tụi con là set up trong tình cờ đúng không? Vâng. Set up trong buổi gặp gỡ tình cờ. Đó. Đi xem phim rồi nhưng đâu, mà sao tình cờ được cố tình mà. Thì bởi vì em mới nói set up một cuộc gặp tình cờ. Là con có bảo là làm nó tình cờ một tí nhưng mà hình như là bạn con cũng nói thẳng luôn. Nhưng mà nè, cái lần đầu tiên gặp cô ấy ở ngoài đời thì thấy cô ấy như thế nào? Thực ra thì chắc là con chấm rồi, đây là con cũng dễ dãi hơn trong lựa chọn, bởi vì khi gặp thì con nhớ hồi đấy là vợ con là buổi đầu tiên gặp thì vẫn nhớ là có mặc một cái áo sơ mi màu xanh nọn chuối. Mà hồi đấy mùa hè vợ con cũng không được trắng lắm, mặc thêm một cái quần ngố cũng màu trắng. Thì con rất là ấn tượng với cái sự tương phản, áo xanh rồi da hơi nâu nâu rồi cái quần trắng, áo xanh da hơi quần trắng vâng, quần trắng đấy. Cái phối đồ nó rất là hỗn hợp, vâng, rất là tố cáo nhau thì con thấy, mà con vẫn ok, vẫn quyết định tiếp tục. Thế còn Nhi thì sao? Lần đầu tiên gặp ảnh thì thấy là như thế nào? Lần đầu tiên thì trước khi mà con gặp chồng con ấy thì bạn của chồng con, tức là chị chơi với con, có nhắn tin là em ơi, có một anh này hỏi thăm em thì em có muốn gặp không, để chị kiểu cũng sắp xếp thứ, thì cũng chị cũng nói thẳng luôn. Thì con có nói là nhưng kiểu như là có ok không, tại vì nếu không ok mà gặp thì mất thời gian. Thì chị cũng bảo là anh này ok lắm, là ok lắm thì ok gặp. Thì đến lúc mà bọn con gặp thì là hôm đấy bọn con đi xem phim. Tuy nhiên là hôm đấy khi mà bọn con bắt đầu gặp nhau thì chồng con không nói một câu nào cả. Và từ đầu đến cuối đi xem phim thì cũng không nói một cái gì, cũng không có một cái ấn tượng gì, nói chung là rất là nhạt nhẽo. Thế là nhìn phát con có thấy đẹp dai không? Hồi đấy hôm thì mà hôm nay ăn mặc hồi đấy thì đúng thật là cái câu chuyện nó khá là phức tạp trong cái cảm nhận ạ. Cảm nhận đầu tiên của con về chồng con là mọi thứ nó không được ấn tượng lắm và không nói năng gì cả. Thế là về con mới nói với cả chị con là chị ơi chắc không hợp rồi. Tại vì ít nói quá. Nhưng mà hóa ra là chỉ là giả vờ thôi, sau này là nói tranh hết cả phần con luôn. Nói nhiều hơn cả vợ luôn. Thế là sau này thì đi chơi mà có vợ có chồng thì chắc chắn là các bạn xung quanh không được nói. Vì hai vợ chồng tranh mic suốt rồi ạ. Có nghĩa là tạo nét đó đúng không? Nhưng mà con bé vậy là rất cá tính à. Sao chị? Mới 18 tuổi thôi mà bà lại giao ước với cái người chị bạn là nhưng mà gặp mà linh tinh mà không vấn đề gì, cũng không tốn thời gian đâu. Mà mới có 18 tuổi đầu thôi mà đã có được cái suy nghĩ đó là cá tính nhiều lắm đúng không? Thời gian con còn quá nhiều mà con không có hào phóng cái nào vậy. Ủa nhưng mà Nhi ơi, trong cái lần đầu tiên đi coi phim mà không có một cái gì để không gọi là ấn tượng về ảnh không ạ? Ảnh có mời con một cái gì đó không? Con nói ai trả tiền? Anh trả tiền ạ. Anh cũng để hiện ạ. Tuy nhiên là đúng thật là không có một cái ấn tượng gì. Và sau đó rất nhiều lần anh có nhắn tin, con thì con cũng trả lời đấy. Và có nhiều lần rủ đi chơi rồi nhưng không hiểu tại sao lúc đấy chưa có duyên lắm với nhau. Thế nên không có một chút rung động nào. Nhưng mà cô hỏi nè, cái lúc mà mất tiền nó trả con có để ý không? Không, nó xài tiền trắng hay tiền bạc. Đó. Cái câu chuyện đấy thì tí lát con sẽ chia sẻ vào cái đoạn là lúc yêu rồi. Nó rất là hay ạ, nó rất là hấp dẫn. Lúc đấy thì anh trả tiền thì anh lại hơi giấu đi, chưa nhìn ra, nhưng mà sau này thì con mới có những pha rất là nhưng mà cái lần đầu tiên là trả tiền là mạnh ai mới trả hay sao? Không ạ, là anh bao mà. Anh bao nhưng mà làm kiểu anh ấy cũng quay đi anh rén 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 vâng rén đến khi mà nhưng yêu nhau rồi con thì có nhìn thấy cái tiền của anh nó như thế nào không? Nghĩa là tiền nhiều hay tiền ít sau này ạ? Nó nói là tí xíu tí nữa sẽ chia sẻ. Giờ chưa, hôm đó là anh này anh trả tiền mà anh lén lén anh không có tiền. Chắc là sợ là ít tiền hay là có nghĩa là lén xài tiền lẻ rồi thôi đúng không? Tại thường là lén là có hai vâng. Điều một là tiền quá ít vâng. Con lúc đấy là đúng là cắt. Đúng là lúc đấy là con là một người không để ý lắm đến vật chất lắm nên là con cũng không để ý đến đoạn đấy. Nhưng mà sau đó là đi có rất là nhiều câu chuyện khá là hay ạ. Về kể tiếp luôn đi. Thì sau đấy anh có cưa con và con cũng không có rung động gì cả. Thỉnh thoảng con còn tắt máy vì con sợ gọi điện nhiều quá. Thế tuy nhiên là một thời gian sau
khi mà chắc là cưa một người này quá là kiểu cũng thấy là hơi vô duyên, rủ đi chơi cũng không đi, rủ đi ăn uống thì nói là bận nọ bận kia, nhưng mà anh rất là kiên trì. Đến một ngày, con nhớ là một ngày, ngày hôm đấy là tháng cũng cuối thu, thì con cũng thấy khoảng một tuần vừa rồi là cũng đã giãn mình ra rồi, không quan tâm mình, không nói chuyện với mình, thấy thiếu thiếu, thấy thiếu thiếu, không rủ đi đâu nữa. Thế là con cũng hơi có cảm nhận một chút, nhưng mình đang quen là quan tâm mà, đang quen là cưa cẩm, tự nhiên không cưa, không nói chuyện một cái gì là mình cũng hơi có một chút gì đấy nảy số. Tuy nhiên là con cũng vẫn kệ. Thế là hôm đấy vô tình, bình thường con với bạn con thì đi uống trà chanh nhà thờ, nhưng ngày hôm đấy đúng thật là trong mình không hiểu sao mà đầu mình như thám tử luôn. Hôm đấy mình lại, con lại bảo với bạn con là thôi hôm nay đổi đi, đổi không uống trà chanh nhà thờ nữa mà uống trà chanh ở Đào Di Tử, là cái nơi mà anh này anh hay đi với bạn bè và cũng có đi tập thể với con mấy lần rồi. Tự nhiên hôm đấy con lại ra đấy con ngồi thì y như rằng là anh này anh đang đèo một người bạn con gái mà lại còn nhuộm tóc đôi với nhau hay sao nhớ, người để nhuộm tóc đôi con không nhớ. Thế là con nhìn thấy xong con bảo kiểu như là ông trời sắp đặt, như kiểu linh tính của mình rất là nhạy luôn ấy. Thế là con ngồi vào đấy rồi, thế là anh đi đến anh nhìn thấy con, anh mới hỏi con là em đi đâu đấy, xong con chỉ trả lời là em ngồi hàng trà chanh mà anh lại hỏi em đi đâu à, chỉ hỏi thôi. Thế xong anh lại vào anh ngồi bạn anh, còn con thì ngồi bạn con. Xong rồi tối về anh nhắn lại em à, em có điều gì muốn hỏi anh không? Thế con bảo là không. Thế anh có chuyện gì anh muốn hỏi em à? Thế là chồng con bảo là thế thì đến lúc đấy chồng con bắt đầu giải thích nọ kia. Thế con bảo là ồ không sao. Thế xong rồi con cũng hỏi là thế bạn anh à, thế nọ thế kia, thì là ừ bạn thân của anh. Thế nhưng mà hóa ra là lúc cưa con chán quá không được, đang tính là quay xe. Ở đây thì hỏi con nè, nó thật sự là con quá chán nản với cái việc gọi là con cưa cô gái này mà cổ vẫn thờ ơ, con quay xe. Con cũng hơi chán. Nhưng mà nếu con đã chán rồi thì bây giờ vô tình gặp cổ thì con phải đả cái nư chứ. Đúng không? Thì tại sao tối con lại về con lại nhắn tin cho cổ? Em à, mà em chưa bao giờ gặp cái cảm xúc đó sao? Hả? Em chưa bao giờ gặp cái cảm giác đó à? Chưa. Cái cảm giác là giống như là không phải là chán cô này mà là chán cái việc mà mình phải đeo đuổi cách vô vọng thì đó em nói. Cho nên đâu có đã nư được, gặp một cái là nó lại cuồn cuộn hơn, có đúng không? Đó đúng cho nên là về đúng rồi, cho nên là về nhắn tin cho cổ. Chán là con chán cái kiểu cái cảm xúc mà mình cứ không được hồi đáp lại, cái sự quan tâm của mình cũng không thấy sự phản hồi. Ok, cái đó là hiểu cho nên là con mới đi tìm một cái cơ hội khác, một người bạn khác, nhưng mà vô tình lại gặp cô này nữa thì thật ra nó bởi vì em mới dùng cái từ đã nư đó đúng ra thì gặp cô này phải giặt mặt cổ cái không có đã nư mà sao lại về lại nhắn tin cho cổ. Hồi đó giống như là em cua vợ em chưa được á, xong chở chị Thúy Nga đi được gặp vợ em. Thực ra theo con thì sao nè, theo con thì con chỉ là con chán cái đấy, nhưng mà thực sự cái trong lòng con muốn thì nó vẫn là một sự quan tâm thôi, cho nên là khi con gặp lại mà nó mà nhận được một chút quan tâm thì mình lại sẽ là tiếp lại quay xe ngược lại. Thật sự là con rất là thích cô này đúng không, mà chưa chinh phục được. Và tối hôm đó khi mà nhận được cái câu hỏi của Nhi, thấy anh có điều gì muốn hỏi em à? Chắc chắn là có điều gì muốn nói với cổ lắm. Không, con nhắn hỏi vợ con. Con hỏi vợ con xong vợ con hỏi lại. Xong rồi con hỏi lại con, anh có điều gì muốn nói với em không? Nhi rất là cao cơ với câu đó. Con nói câu gì? Con hình như con không nhớ lắm. Thì con kể. Thấy Nhi nhớ không? Đó. Con thì con nhớ từng chi tiết một. Chồng con thì hồi đấy cũng có chia sẻ là đấy lý do vì như thế này thế kia, đây là bạn thân của anh. Và thật ra là cũng hơi thích nhau, có nói thẳng luôn như vậy. Thế con mới hỏi là ơ thế sao không thích từ trước đi, mà bây giờ đang cưa em xong bây giờ quay ra kêu là thích. Thì con nói hẳn thế, nhưng mà cũng phải cảm ơn cái trường hợp ngày hôm đấy và cảm ơn người bạn thân đấy, về sau bọn con cũng vẫn chơi chung với hội bạn của anh ấy. Thì là cảm ơn cái tình huống đấy xảy ra, nên là mới gây cho con một sự hiếu thắng. Con rất hiếu thắng, con nhìn là không được rồi, quả này là không ổn, đang cưa mình mà lại dám như thế. Con cay quá. Con mới cứ con tính kế là thôi bây giờ con cứ làm nào để cho quay lại với con á, quay lại tập trung vào con á, xong lúc là con đá sao. Con định như thế cho đỡ bực. Rồi thì cái tội đang cưa. Thế xong rồi con cũng bảo với cả chồng con lúc đấy là thôi bây giờ nếu mà anh có cái suy nghĩ là anh cảm thấy chán nản vì anh cưa em thì em cũng xin lỗi, tuy nhiên là mình nên gặp nhau một buổi để mình nói rõ các vấn đề với nhau, tại vì em cũng có, thực ra con bịa ra là em cũng có nỗi khổ nọ nỗi khổ kia, chẳng có nỗi khổ nào. Thế nên là xong con cũng hẹn gặp. Thì hôm đấy con nhớ mãi là hẹn gặp ở một quán cà phê. Xong con gọi hết đồ ăn ra, con ăn uống đề huề. Con cứ ăn thôi, chồng con rất là sốt ruột rồi. Con rất là muốn hỏi xem là câu chuyện nó như thế nào. Tuy nhiên là con không nói. Con cứ ngồi ăn xong con nhìn chằm chằm vào mắt chồng con. Chồng con sợ ấy, mắt kiểu
kiểu lúng túng luôn ý, rón rén mắt cái lúc mở lên lúc cụp xuống nhìn này xong lại cụp xuống. Thế xong rồi con mới bảo là thôi đấy, nói chung là em với anh thì như thế nhưng mà chắc là chưa có duyên với nhau, thì cứ ngồi hôm ngày hôm nay ngồi ăn uống với nhau thôi, cũng không, em cũng không có gì nói thêm cả, con không nói nhiều, lúc đấy chỉ chia sẻ mọi thứ thôi, hỏi thêm về là thích nhau lâu chưa rồi thế nọ thế kia đấy, em cũng có hỏi ngoài lề một chút. Thế đến lúc mà chồng con chốt với con rằng là thôi em cho anh xin một tuần rồi anh đưa em câu trả lời. Xong con nghĩ trong lòng chứ, đang cưa mình lại kêu cho anh một tuần. Con bảo là chả lẽ lại bảo là cho một tuần thì thôi đi về mà tự tìm tình yêu nào kia. Con đang nghĩ trong đầu như thế, con đang kiểu bảo là ôi giời ông này ông bị làm sao nhỉ, tinh vi quá. Đang cưa mình lại kêu xin một tuần. Thế là con bảo vâng ok. Thế con lúc đầu con cũng giả vờ ok. Thế đến lúc mà đi trên đường đi xe về, trước khi về nhà thì con ôm một cái Thả Thính. Nó về cứ bây giờ cứ nhắc đi nhắc lại là vợ anh cưa anh nọ kia, vợ anh ôm anh trước nọ kia. Thế là đúng là con ôm trước, con ôm. Thế xong con chỉ xuống xe con nói là thôi bây giờ em nghĩ là anh không phải là cho anh một tuần hay gì đâu, anh về anh yêu bạn thân anh đi, tại vì thế nọ thế kia. Nên con nói thế xong con mình con tắt máy luôn, sợ quá. Ngay ngày hôm sau phải gọi điện bằng được, tìm con bằng được, rồi anh có câu trả lời luôn rồi. Đấy, tức là cái thực ra là rất là cảm ơn cái thời tình huống đấy. Chả cần một tuần à? Sang một đêm thôi, rạng sáng hôm sau. Ở đêm đó là con suy nghĩ gì anh? Dạ, đêm đấy con chỉ nhớ là con cảm thấy là mình lựa chọn đây là đúng cảm xúc của mình. Không ấy là coi như mất ngay đúng không? Thế nhưng mà con kể tiếp đi cái vụ mà xong con nói là vui lắm ấy. Sau khi mà có con nhớ mà. Đấy thì bọn con lúc đấy bọn con quyết định yêu nhau. Nhưng mà lúc đấy thật sự trong lòng là yêu vì hiếu thắng. Tức là yêu là vì là mình thể hiện để cho mình không bị thua thôi, không bị nhục. Không bị nhục. Thế đến lúc mà hàng ngày trôi qua thì cũng quan tâm, thì càng ngày tình cảm càng nảy sinh. Thì lúc đấy cũng có yêu nhau rồi, nhưng mà đột nhiên một ngày thì anh nhuộm tóc vàng. Tức là trước đấy anh cũng đã nhuộm rồi, nhưng về sau anh càng nhuộm đậm hơn, tức là cứ càng tẩy tóc con càng yêu, tức là cái tình yêu nó tăng bằng màu tẩy tóc. Tóc đen con không thích. Ủa, tại sao tóc trông kiểu ăn chơi một tí. Trông kiểu hơi kiểu hồi đấy là đang từ kiểu trông lành lành, tự nhiên thì trông ăn chơi một tí đã yêu hơn một tí rồi. Thế thì bây giờ rồi, còn thích cái kiểu mà tẩy tóc vậy đâu? Con vẫn động viên chồng con tẩy đấy, nhưng mà chồng con không tẩy nữa. Thế xong rồi có một hôm đang đi trên đường, chồng con đèo con ngang qua phố, thì tự nhiên chồng con lại hất hàm bảo kia bố anh kìa. Thì con mới quay ra con bảo nhìn bố anh, thì bố anh đang đứng trước nhà anh ý, thì nhà anh ý bán trang sức đá quý. Thì con đi qua mà ôi nhà anh đây à? Thế con chồng con bảo là nhà anh đây. Thế là tự nhiên con lại thấy yêu thêm một tí nữa. Tự nhiên nó không phải là, đôi khi nói ra thì buồn cười, nhưng mà lúc đấy đã yêu rồi, chứ không phải là chưa yêu. Nhưng mà tình cảm thì là nó đang, ví dụ đang khoảng được 5, thì nhiên lên 7. Thế xong rồi do đi nghe cái nhà. Do đang quý phong thủy. Phong thủy. Đúng rồi. Trời, nhà chồng con bảo là trang sức đặc quý phong thủy mà. Đấy. Thế là đi qua nhưng mà lại không nói là đây là nhà anh đâu, chỉ là bố anh kìa. Thế bố anh thì con về đấy đang đứng trước cửa nhà. Mà bố anh đang đứng trước cửa nhà anh bảo nhà anh ở đấy. Thế là lúc đấy con mới biết, chứ trước đây khi con đồng ý là con cũng không biết là nhà như thế nào. Thì từ hôm từ sau khi thế xong đi xong chơi đấy, thì có để đấy, ý cái bóp tiền có chưa? Có nên bây giờ con đã đầu con kể cái đoạn này đây. Xong đến đấy lúc cô hồi hộp. Xong cái hôm đầu nó là tiền lẻ hay tiền chẵn? Đó thì chắc chắn là tiền chẵn rồi. Tiếp, sau hôm đấy lại đi xem phim tiếp. Thì chồng con lúc mà mua vé, chồng con lại rút ra một tập tiền, rất là nhiều tiền. Con càng yêu thêm nữa. Con lại yêu thêm một tí nữa. Yêu thêm một chút. 500 à? Một tập rất là dày và đấy mà nhiều tiền. 500 hay 200? 500 ạ. Cứ mỗi lần vậy là yêu một thêm. Nhưng mà tình cờ sau đấy con mới phát hiện ra là hôm đấy chồng con trúng số. Chứ về sau mới biết là chồng con trúng số. Trời ơi, trúng số. Trúng nhiều hẳn. Trúng số mấy chục vậy. Vâng. Chả ít ai giàu trúng số. Ông Hạnh ơi, nghĩa là cô gái này á, mỗi ngày á, là đi có một cái thời điểm nào đó là cổ là càng yêu con thêm một chút. Vậy thì tình cảm con đối với cô ấy như thế nào? Có giống như cổ không? Có nghĩa là mỗi ngày yêu cô ấy thêm một chút không? Con thì con nghĩ là chắc là số con may mắn được luôn là có những cái cơ hội tự để làm cho vợ con rất là tình cờ và tự nhiên lại là yêu con hơn. Còn thì còn con thì lúc nào con cũng vẫn yêu, như là bởi vì mình chính là người chọn, mà thực ra đây là cái con đã đầy tim ngay từ đầu. Vâng, đây là mình lựa chọn nên mình phải có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Hay quá, rõ ràng là hạnh phúc của các bạn là lựa chọn đúng không? Đúng rồi. Bây giờ coi như cưới nhà được bao lâu rồi? Con vừa mới kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Wow, mấy bé rồi?
hai bé, còn có hai bé, bé 5 tuổi, bé 6 tuổi. Bé 5 tuổi, bé 6 tuổi. 14 năm chứ ạ. Vâng, 14 năm. Vậy là đẻ năm 1 luôn. Dạ vâng ạ. Wow, 14 năm yêu nhau lấy nhau. 14 năm yêu lấy nhau là 7 năm. Ôi nhiều chuyện sóng gió. Yêu nhau lắm ấy. Đâu chuyện gì vui vui cho coi. Thì khi mà bọn con bắt đầu yêu nhau và bắt đầu bọn con cảm thấy là yêu thật sự rồi. Rất rất yêu rồi. Nhưng mà lúc đấy thì nói vui vậy thôi chứ còn con là con yêu con người của chồng con, tại vì chồng con là người rất tử tế mà rất là tốt bụng, thật thà. Thì không hiểu từ lúc nào cứ bị quấn nhau, quấn hút nhau mà yêu nhau là yêu nhau rất thật. Thường xuyên trốn học để đi chơi với trai. Thế xong rồi đùng một cái thì chồng con thông báo là chồng con đi du học. Và đấy sốc quá. Đấy rất sốc và lại là một cái chướng ngại, là một cái gì đó. Tại vì ngày đó thì thật ra là hoàn cảnh gia đình nhà con đúng cái thời điểm đó thì con cũng gặp biến cố, nên con không thể theo chồng con đi du học được. Nếu như là nhà người khác có điều kiện thì có thể là hai người yêu nhau sẽ cùng nhau đi học. Tuy nhiên con không có viễn cảnh đó. Con có lựa chọn là con ở nhà chờ. Thì lúc đầu chồng con đòi đi Úc cơ, nhưng con bảo là Úc xa quá. Úc mà nếu mà chồng con đi Úc thì con sẽ chia tay. Thì chồng con cũng có một sự hy sinh nhỏ nhỏ. Thật ra là hy sinh lớn, là từ Úc chuyển sang Singapore. Và khi mà chồng con đi du học ở Singapore ấy, thì con cứ 2 tháng là con bay sang một lần. Và mỗi lần thì con ở 1 tháng. Chồng con không trượt được phát nào cả. Chồng con thì vẫn ở trong vòng tay của con. Và đúng thật là rất là mang tiếng là bỏ nhà đi theo người yêu nọ kia, đi biển biệt. Hồi đấy cũng cảm thấy là một chút gì đó ý kiến, nhưng mà đối với con không phải vấn đề. Vì con đã quyết tâm, mục tiêu của con là anh này rồi. Con không thể nào mà con nghĩ trong đầu là nếu mà con đã chọn thì con sẽ phải lấy làm chồng. Thế nên là con nghĩ là nếu như mà rằng mình không giữ tình yêu của mình thì mình sẽ không tìm được hạnh phúc. Thì đấy là cái lựa chọn của con. Đối với con thì hạnh phúc là một lựa chọn. Và con tìm cái hạnh phúc này bằng cách là con phải bằng mọi giá là giữ được cái người đàn ông mà mình đã lựa chọn. Và khi mà bọn con xa nhau khoảng 3 năm chồng con du học thì có rất là nhiều biến cố. Cũng cãi nhau rất là nhiều, bỏ nhau cũng rất là nhiều. Thì ngày xưa khi mà chồng con cưa con thì con cảm nhận rõ ràng là chồng con rất yêu con. Tuy nhiên là khi mà chồng con đi du học là con cảm nhận được luôn là anh ấy không yêu con nhiều nữa. Cảm nhận là nhạt nhẽo luôn ấy ạ. Mà mình tự nhiên mình lại đóng vai với người rất là chạy theo tình yêu. Tức là con đi làm khá là sớm. Ngày xưa con cũng mở hàng kinh doanh và cứ 7 giờ tối con đóng cửa là con về nhà. Con dựa gối để chờ anh này gọi điện thoại về. Nhưng mà tuy nhiên là anh này anh không hiểu anh làm gì. Có thể là ngủ hoặc là đi chơi, không gọi. Bây giờ cũng không thể biết được là làm gì cả, mình chỉ biết là không gọi đi thôi. Thời điểm đó. Vâng, tại thời điểm đó thì con rất là buồn và cãi nhau nhiều. Nói chung là con thì con có những cái tổn thương và có những cái tủi thân. Nhưng mà anh đối với anh thì là chuyện bình thường. Anh thấy bình thường. Xong rồi bạn bè bảo là gọi cho Nhi, gọi về cho Nhi đi, nó vừa gọi đấy. Cũng kệ, ta không biết là lúc đấy là như thế nào. Tuy nhiên là cái thời điểm đấy thì con nhận ra rằng là bản thân con không được phép như vậy. Con phải yêu thương bản thân con trước. Con phải là cái người mà tự tạo niềm vui, hạnh phúc cho bản thân. Thì người bạn ở xa mới cảm thấy lo lắng. Tại vì mình mà cứ yên tâm ở nhà thì anh này anh cứ yên tâm là ở nhà lúc nào cũng có một người chờ đợi mình. Thì có thể đó cảm giác không? Là bị an toàn, bị an toàn quá. Thế đến lúc mà con chợt nhận ra rằng là con phải thay đổi. Và con thay đổi, con yêu bản thân con nhiều hơn. Và con bớt quan tâm phẫu thuật thẩm mỹ. Và con bớt quan tâm và con bớt chia sẻ với con bớt chờ đợi lại đúng không? Con quyết tâm con đi làm mũi luôn. Phẫu thuật thẩm mỹ. Sao bà kể sao bất ngờ quá vậy? Tại vì em nghĩ rằng là ôi tôi sẽ yêu bản thân tôi hơn. Đấy là đi đi rồi. Thế nên là đi phẫu thuật thẩm mỹ bản thân hơn bằng cách đi. Đi phẫu thuật thẩm mỹ cho mình đẹp hơn. Đúng rồi. Làm mũi luôn. Đó. Đi làm mũi luôn, tự nhiên đi làm mũi xong cũng thấy mình xinh hơn hẳn luôn. Thế là thật ra là lúc đấy cũng rất là nhiều người thích. Cũng có hỏi nó hỏi kia. Thì lúc đấy con mới nhận ra rằng là không phải là mình như là mình nghĩ. Tức là mình cũng không phải là kém cỏi, là mình cũng không phải là cái người mà không đến nỗi có ai để ý như nào mà để chồng mình phải thờ ơ với mình như vậy. Thì thời điểm đấy cũng có người thích con. Và chồng con giật mình. Chết rồi, kiểu nọ kiểu kia lo lắng. Thế tự nhiên giật mình và quay ra giữ người yêu hơn. Bắt đầu lại quay xe. Quan tâm bắt đầu hơn. Lại quay xe, trao đổi môi. Chồng con toàn thích quay xe. Nhưng mà là cái đợt đó là con đi là 3 năm. Vâng ạ. Và sau khi đi du học về với một cái sự thay đổi về ngoại hình của Nhi. Vâng. Và con quay xe lại là con quan tâm hơn, gọi điện nhiều hơn, không để cô ấy mà giữ gói chờ đợi con nữa. Hay là sau khi du học về thì bao lâu thì mới cưới? Du học về thì khoảng 2 năm nhỉ? 2 năm. Du học về, du học sinh về, đi du học Thái 2 năm nữa. Rồi bây giờ là khi về mình nhìn thấy vợ mình thay đổi về ngoại hình. Con á, con phản ứng như thế nào khi biết vợ con đi thẩm mỹ? Chuyện thẩm mỹ này thì con
thường thì là con không ủng hộ cho vợ con. Đầu tiên là con không ủng hộ vợ con làm thẩm mỹ. Tại vì con kiểu hơi truyền thống. Không, nhưng mà con xin ngắt quãng ạ. Chồng con chính là nguồn động lực lớn nhất để con làm mũi, vì chồng con lúc nào bảo con là em hồi mới yêu đi ăn mà đang ăn hai người ngồi đối diện nhau cứ bảo con là em sao trông mũi em như con ếch đậu trên mặt thế. Không, con bảo là tức ếch đậu trên trên lá sen. Rất là chê. Ô Nhi ơi, anh hỏi nè, cái đợt mà con đi làm mũi là con làm ở đâu? À, lần đầu thì con làm ở Việt Nam. Tuy nhiên là con làm 5 lần hỏng. Con làm cứ làm nó không đẹp. Và cảm giác là mũi nó vẫn to ấy. Ngày xưa mũi con là nó bơi hết ra hai bên má. Thế là nó to quá. Và con cảm thấy là nó hơi bị thô. Thế nên là sau này khi mà con cưới chồng xong con quyết định sang Hàn Quốc con thẩm mỹ. Thì cái câu chuyện đi sang Hàn Quốc thẩm mỹ cũng là một câu chuyện khá là đau lòng của chồng con. Sao đâu, sao đâu. Sao. Đó là một trải nghiệm trong cuộc đời con. Đâu, con giờ con nói tiếp đi cái vụ mà con không muốn cho vợ con thẩm mỹ. Vâng ạ, đây, tại vì con không muốn cho vợ con làm thẩm mỹ. Mà vợ con thì lại rất thích làm thẩm mỹ. Mỗi cái mũi thôi mà làm đến 4-5 lần rồi. Mà lần cuối cùng vẫn chưa ưng. Ủa, lần cuối cùng là làm Hàn Quốc? Lần cuối cùng là trước khi sang Hàn Quốc ấy, là vẫn chưa ưng. Thì bà tâm sự lâu lắm rồi, cứ suốt ngày buồn rầu vì cái mũi. Rồi muốn xin làm thêm một lần cuối nữa. Nói đi nói lại lúc đầu con không thích đâu, vì làm nhiều quá rồi, làm cái mang xong thì thôi được rồi, cho đồng ý cho làm lần nữa, lần cuối thì làm cho nó ra, làm đi và làm sang Hàn Quốc làm. Hàn Quốc làm thì bà ok, anh sẽ đi đồng hành cùng với em trong cuộc biến hình này. Thế là đi sang Hàn Quốc thì con vẫn nhớ hôm đấy là đi Hàn Quốc thì ở ngoài Hà Nội là bay tối là khoảng 2 giờ sáng bay, thì sang đến Hàn Quốc là sẽ là sáng. Do khi bọn con đến Hàn Quốc thì về nhận phòng khách sạn xong một cái thì tranh thủ là đi luôn lên cùng vợ con đi luôn lên ra viện để nghe tư vấn. Thì bay cả đêm thì cũng mệt mỏi, vợ vừa vào trong bệnh viện tâm lý lại bảo là em thấy anh bay cũng mệt rồi mà vào đây nghe toàn tư vấn thẩm mỹ, chắc anh ngồi ngoài anh nghỉ ngơi cho khỏe. Con lại mừng quá, con bảo đúng là ủng hộ làm mũi một cái là con người thay đổi hẳn, yêu thương chăm sóc chồng này mà. Thì ok anh ngồi anh ngả lên một tí, em cứ vào nghe tư vấn đi nhá. Con ngồi ngoài con nghỉ ngơi, con vợ con đi vào trong lâu một lúc xong lâu đi ra. Con ok đi ra phải thế, đi đóng viện phí rồi làm hết các thủ tục. Ok, thì sáng hôm sau đi về để sáng hôm sau bắt đầu làm. Thì sáng sau con cũng đưa vợ con ra viện. Thì 9 giờ sáng con là bàn giao vợ con cho cái ekip đấy, đội ở đấy cũng có một bạn phiên dịch nữ ở đấy, cũng chắc học sinh thôi nhưng mà làm thêm. Thì trao đổi qua lại thì bảo ok, anh yên tâm cứ ở ngoài này, xong thì em sẽ gọi cho anh. Thế con cũng có kinh nghiệm về làm mũi của vợ con lắm rồi, làm lâu thì cũng chỉ khoảng 1-2 tiếng thôi. Chờ 10 giờ sáng, 3 giờ chiều vẫn chưa thấy gọi điện gì cả, 4 giờ vẫn chưa thấy gì. Con gọi cho bên kia thì gọi nhiều quá người ta không nghe máy, người ta bảo là chị vẫn đang ổn anh ạ. Thì con bảo là thế bây giờ anh được vào thì không thấy nói ấp ống, xong rồi sao gọi không thấy nghe máy nữa. Con bảo thôi chết rồi, hay có biến gì. Ngày xưa xem cái vụ nó hơi sốc bảo thôi chết rồi, hay là có biến rồi chứ làm gì làm mũi lâu này. Thế con cứ ngồi con chờ ở ngoài thôi, chờ mệt lắm rồi, vừa mỏi vừa mệt vừa lo lắng. Thì kết cục là khoảng 9:30 tối thì bên bệnh viện gọi cho con bảo là xong rồi anh vào thăm vợ nhá, anh nhận vợ. Thế bảo ôi dồi sao 9:30 này. Thì con bảo ok đi vào, thì dẫn con đi vào một cái phòng đấy là cái phòng như kiểu chuyên mổ ấy, nó chỉ có ai được phép đi vào đâu, mà cửa kiếp sắt xiết có to trông như ngân hàng ấy. đi vào rẽ một lúc tìm vào gặp ai cũng thấy giống nhau, chưa thấy vợ đâu. Vén mấy cái phòng vào đi ra thì tôi bảo cô y tá bảo là vợ đây, đi vào nhận vợ thì không nhận ra vợ luôn, còn có đúng hai con mắt còn lại thì băng bó kín mặt luôn. Là bảo, vợ anh đây thật á? Thế bảo vợ anh thôi. Ôi hóa ra vợ con là trong khi con ở ngoài nghỉ ngơi tư vấn ngày hôm trước thống nhất đi làm mũi, nhưng mà vợ con lại đăng ký làm thêm mắt với lại cái gì nữa, tiêm mặt nữa, làm hết mặt xây lại luôn ạ. Bổ mí rồi, đúng nghĩa là anh chú hiểu rồi, đập đi xây lại, vừa đập đi xây lại rồi anh giàn chân rồi. Con bị sốc ấy, con bị sốc bắt đầu ôi rồi, và lúc ấy nhìn cái mặt sợ lắm, lúc đó như kiểu là sắc ép Ai Cập ấy, bó kín luôn này. Thì con mới hoảng quá mà vừa bực vừa tức mà vừa lo, xong rồi thôi được rồi, bảo thôi cứ đi dìu về để về khách sạn nghỉ ngơi đã. Để biết tài là còn phải về dìu luôn người yêu lắm chú ạ, vì bổ từ sáng rồi. Xong vừa ra khỏi cửa phòng thì thấy mấy cái bên cạnh cũng thế, cũng mỗi một bà phụ nữ ở bên đấy cứ đi là lờ đờ này. Xong rồi bịt kín mặt giống hệt vợ con. Con bảo là thôi chết rồi, cảm giác mình đang rơi vào một cái thế giới nhân bản hay sao ấy. Cứ vào đây xong rồi bảo đây là đâu, tôi là ai. Lúc đấy là cảm thấy mình có hơi trong lòng đó rất là trong lòng lúc đó có suy nghĩ có khi nhầm vợ luôn. có nhận diện rồi có nghĩa là nói đúng không? Lúc ấy nói nhiều, không nói được nhiều chứ, lại chỉ cần nắm tay là biết rồi. Thế là con mới đưa về khách sạn. Thì con lúc đấy còn bực lắm, lúc về còn bởi vì đã thống nhất là chỉ con thì nó có cái tính là hơi nguyên tắc. Tức là mình đã thống nhất như thế thì con chỉ muốn là vợ con là thế là làm theo cái thỏa thuận thôi. Nhưng mà con thỏa thuận hai làm 10 lần ấy, thì con bực quá, con bảo về không chịu được,
hay là muốn đi muốn bỏ về lắm rồi. Lúc ấy con phân vân mà ly dị luôn không? Bỏ về một tiếng nói trong đầu con nhỉ, bỏ về là đáng. Một tiếng nói kia mà thôi, nhìn mặt nó kìa, trông tội nghiệp quá rồi, tôi chăm sóc nốt rồi tính thì con tiên. Lúc ấy khoảnh khắc đấy con nhớ đấy, cái một cái bài hát của anh Ưng Hoàng Phúc chạy qua đầu con là đàn ông hết tình còn nghĩa. Thế thôi mình bảo thôi được rồi, thôi nghĩa tình hết lần này, tôi cho bạn lần này tấm chăm sóc sáng đi mua cháo nấu, rồi nhìn cái khuôn mặt đấy cứ bún cháo cho vợ con, rồi nhỏ mắt nhỏ mũi vệ sinh, xong rồi nào lại đưa ra viện, xong rồi lại để tái khám. Xong rồi con còn nhớ có một ngày buổi mà cái bên Hàn Quốc nó lạnh lắm chú, rét thì con còn nhớ có một buổi chiều con đang ngồi dưới, vừa sau khi xong ca chăm sóc cho vợ rồi ở dưới, ngồi dưới khách sạn đang nghỉ ngơi một chút, rét mưa nó hơi bắn vào mặt, đúng cảnh trong phim Hàn Quốc rồi, đưa vào đúng cái cảnh là cô đơn. Thế tự nhiên lại thấy một đoàn chị em của vợ con đến thăm. Tôi là con chưa thân với mọi chị em mọi người này lắm, con bảo từ Việt Nam quá. Trong đầu mình đi cùng đấy, vô tình đã làm nói người là lừa dối mình rồi, bây giờ còn hóa ra là chắc là bàn bạc với đội chị em ở đây. Coi trong đầu con này, đây là quân địch đến, không nói chuyện lạnh lùng mặt quay này mà không nói vợ em ở trên, mọi người đi lên đấy, ở dưới tiếp quật ức lắm chú ạ. Lúc ấy là thực sự cuối cùng là trải qua cái cảm giác là chăm sóc xong và đưa về đến Việt Nam là mãi về sau mới lại là hết buồn. Là do cái mặt lúc nào con nghĩ là ly dị luôn không? Ôi, về đến sân bay là đòi ly dị. Phải không? Ừ. Về đến sân bay là kiểu lúc đấy là xong trách nhiệm ạ. Nên là lúc đấy lừa dối. Nhưng mà thật ra là con có cảm nhận rằng là ông bực mình không? Thật ra là chồng con thiếu ngủ quên thiếu một chi tiết hay sao ấy. Tức là hôm đấy con có hỏi thăm rồi, con bảo là anh ơi nếu em làm mắt lên thì có xinh không? Thì chồng con không trả lời. Thế con tự quyết thôi. Không trả lời tưởng là anh đồng ý đúng không? Ờ, nhưng mà nè, cái giây phút mà để hỏi là chồng lúc mà chồng đòi ly dị ở sân bay á. Rồi con lúc còn sao? Lúc đấy khi mà bắt đầu về thì chồng con bắt đầu không, tức là gần như là xong trách nhiệm chăm sóc và nói một tràng nói rất là kinh là đòi bỏ nhau, đòi thế nọ, đòi thế kia. Con chỉ bảo là bây giờ mà ra tòa mà bảo là bỏ nhau vì vợ đi phẫu thuật thì chẳng tòa nào giải quyết cho anh cả. Con nói thế. Ai bây giờ cứ bình tĩnh mình nói chuyện đã. Thì chồng con nọ kia mất khoảng một tuần thì con bảo ok, hứa từ nay không bao giờ động gì vào mặt nữa. Và cũng thấy buồn cười vì cái chuyện vợ làm mà căng thẳng quá, thì con cũng thấy là thôi mình cũng xuống nước một tí để cho qua chuyện. Thì đến một tháng sau con cũng lại có lịch đi Hàn Quốc. Thì ra lúc đấy là con đang rất là suy nghĩ vì con có lịch tái khám và cái mặt con tiêm ý, là con đã đóng một cái gói đấy là phải được tiêm 2 lần và tháng 12 là con phải dặm lại. Nếu như con không dặm lại thì coi như mình tốn mất mấy chục triệu ấy. Thì tiếc. Thì lúc đấy con cũng lắn đo lắm, bảo bây giờ mà làm nữa thì về thế nào cũng cãi nhau chửi nhau. Tại vì vợ chồng con là nói chung là không cảm xúc mạnh, hai người đều cảm xúc mạnh. Không cãi nhau chịu nổi. Không cãi nhau chịu không nổi, hồi trẻ còn tỉ thí võ công liên tục. Thế xong rồi hôm đấy con cũng nghĩ rằng là thôi mình đã tốn tiền rồi, nên mình cứ đi trước đã xong về tính sau. Thế là con sang con lại tiêm thêm một lần nữa. Thế là con lúc con tiêm không nghĩ là nó sưng như lên như thế. Đến lúc là về lần hai con đã giấu, con đã lấy, tức là bình thường con để tóc như này, xong hôm đấy con sợ quá con tự lấy mái con cắt để thành mái che hết mặt rồi, về nhà ông vẫn phát hiện ra. Thế là sao? Lại rồ lên lần nữa, ôi rồi ôi lại đòi bỏ nhau lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn chưa bỏ nhau. Hôm đấy là con là đi đón vợ con ở sân bay, rồi vợ con đi nhận hàng là đang rất là người đàn ông về gia đình ra đi đón vợ yêu thương ra từ xa, thế trông giống vợ mình nhưng một cái bộ mặt nhưng lại không giống vợ mình nhưng mà trông cũng rất là khác, bởi vì khi mà con thấy vợ con mỗi lần làm xong lại trông cái mặt nó rất là khác, vì lúc ấy nó vẫn bị cứng, nó chưa được tự nhiên. Con bảo thôi chết rồi, lại làm gì rồi. Thế là về hôm đấy lại cãi nhau lanh tanh bành đến 4-5 giờ sáng, đơn ly hôn đặt đầu giường. Rồi cãi nhau người ta chỉ có một mặt thôi, con là tới 3 mặt đấy. Chồng con là hạnh phúc vì được cưới nhiều lần vợ. nhưng mà con công tâm mà nói đi, mặt vợ con bây giờ với cái lúc trước khi sửa, cái nào đẹp? Con vợ con bây giờ thì là đẹp kiểu hiện đại, ngày xưa là đẹp kiểu cổ điển. Không, nhưng mà chú đang rất tò mò. Cái lần đầu á, khi mà là đập đi xe lại đó, con còn nhớ, tại vì khi chúng ta có đi coi phim, mà nhất là những phim Hàn Quốc và thẩm mỹ đó, cái lúc mà tháo cái bằng nhạt lên bung ra một cái, trời ơi, hào quang tỏa đấy, đúng đấy. Một cô gái, một nàng tiên tỷ xuất hiện. Thế thì lúc đó cái giây phút mà vợ con mở mặt mở cái bằng ra thì sao? Trong phim thì là nó mở ra thì là đẹp ạ, còn thực sự ngoài đời là lúc mở ra vợ con vẫn còn đang vết khâu vết kiếc phải đi theo chỉ là đợt sau ạ, chứ mở ra nó vẫn là một vết cứa vào lòng cái chú ạ. Có nghĩa là phải một thời gian sau, một thời gian sau thời gian sau đó.
Kiểu bị như kiểu là phải làm quen với người mới trong hàng sáng ngủ dậy. Có nghĩa là có phải không, nhưng mà bây giờ xinh quá trời. Dạ. Đúng rồi. Nhưng mà lại tự nhiên nha. Dạ. Dạ. Con không nói con sửa con biết luôn á. Con cũng thấy tự nhiên và rất nhiều người khen. Vâng ạ. Mà hồi nãy nếu mà nói con sửa là mình không biết luôn á. Mình chỉ nghĩ là sửa mắt thôi, là cắt mắt thôi. Dạ. Nhưng mà là phải 5 lần sửa mũi. Vâng ạ, phải và... không phải 5 lần ạ, 5 lần là lúc ở Việt Nam ạ. Xong rồi tháo ra lần cuối để sang Việt Nam là 6, xong sang Hàn Quốc lại còn làm lại 2 lần. Là 8 lần. Dạ vâng ạ, tại vì lần nhưng mà lần sau chồng con thông cảm, tại vì nó là vấn đề về về kỹ thuật. Về sau nó vẫn bị hơi gồm tí, con chồng con thông cảm lần sau chồng con. Nói chung là mấy lần cũng được. Nhưng mà bây giờ cái giao diện cái hình okay này là quá ok rồi, và chồng con cũng phải là công nhận là trên sóng truyền hình là đẹp như thế nào, đẹp hiện đại. Đúng không? Thôi chúc mừng con. Phẫu thuật rất thành công. Đúng không chị Mộc? Mình sang cái kia luôn đi. Tật xấu. Đó. Vậy thì quá quá trời năm để mà bao nhiêu phẫn uất cho con nó. Quá trời năm quen nhau rồi bây giờ ở với nhau. Rồi hai đứa con nữa đúng không? Dạ. Thì bây giờ đó bây giờ tới con. Có còn điều gì chưa hài lòng ở tính tình của nhau? Bây giờ có hay chọc giận con nữa không? Đó. Có khá nhiều. Đâu kể đi con. Đầu tiên thì con thấy là vợ con là nóng tính. Rất nóng tính. Mỗi lần mà cãi nhau hai vợ chồng, vợ con là cứ phừng phừng hay là kiểu nóng nhất là, nóng là làm gì? Vâng, nóng nhất là làm gì? Nóng nhất. Hồi nãy chồng có nói là có thời gian là hai đứa cũng chuyển nhau. Đúng vậy, nóng nhất là cái đấy. Có. Bây giờ còn không? Bạo lực bây giờ không ạ. Tác động vật lý. Dạ, tác động vật lý đúng rồi. Mà con có bị dính cái vật lý nào không? Có. Cái lần nặng nhất là dính đâu? Có một lần như này, cũng là tác động vật lý. Con vẫn nhớ là hồi đấy cãi nhau thì cãi nhau ở bên nhà con. Hồi đang yêu nhau thì là khi mà cãi nhau thì vợ con bỏ đi, bỏ nó xuống dưới thì con mới đuổi theo cãi nhau, thì cãi nhau gần nhà thì vợ con nóng giận nên là tác động vật lý con như này, thì con mới lại là để tránh sự an toàn thì con phải đưa cái tay này để con đẩy vợ con ra để giữ cái khoảng cách an toàn. Thế là mấy bà hàng xóm của nhà con là mấy cô đi tập thể dục buổi tối đi qua nhìn thấy thế là cứ hét lên là thằng kia đừng có bóp cổ nó nữa. Nhưng thực ra con đang bị tác động vật lý tơi bời, con mới là người được bảo cần được bảo vệ, nhưng mà cuối cùng lại thành tổn thương đúng không? Tổn thương chứ lúc đấy là bảo qua đây lại cả hàng xóm chứ mình lại nó chết giờ buồn. Là oan ức. Oan ức rồi. Nóng tính này. Nóng tính à? Nóng tính là sao? Có bừa bộn như thế nào? Nói chung là trong phòng của vợ con là ví dụ như buổi sáng vợ con ngủ dậy là vợ con chỉ cứ đi vào đánh răng rửa mặt xong rồi con mặc áo đi, còn lại đồ đạc cái thứ là không bao giờ xếp vào cái lọ cái kia. Check out. Vâng, check out luôn. Túi một đời rồi giày cái gì đó và con có phải là người đi hốt hay không? Con cũng phải dọn. Nhiều thuốc đang nhấc cả chân lên hút bụi mà vợ con đã mua đồ gọi đồ gì ship về các thứ, mà có những lần con dọn đồ mà con thấy cái gói đồ 2 năm rồi vợ con chưa mở, người ta ship về em hỏi là em mua gì đây vậy, hai là năm rồi. Vậy là cũng là tín đồ shopping online. Tín đồ shopping online có nghiện không? Có. Như vậy là cũng là nghiện shopping. Thấy nè, nhớ đúng đồ mà 2 năm chưa khui là biết là cũng nặng lắm rồi nè. Thế bảo thế này em hết hạn anh vứt đi một em. Rồi bây giờ hỏi nè, thường người ta nói đó, đi mà nhiều quá là sẽ bị hay quên. Dạ. Cô ấy có bị không? Con đáng trí chưa thẩm mỹ đã hay quên rồi. Chưa thẩm mỹ khả năng là cái số sinh ra là phải làm thẩm mỹ rồi. Là hay quên từ là... bẩm sinh nhưng mà thẩm mỹ 8 mấy lần mà tính luôn mỗi là 8-9 lần đúng không nhớ hết rồi, chắc là càng ngày càng nặng đúng không? Vậy. Có giờ mà quên đi cái ngày kỷ niệm của hai đứa không? À không, cái đấy thì đa phần lại bị con bị quên. Con lại hay bị quên những cái ngày rồi. Thôi bây giờ mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Mong muốn thực ra thì cái con mong muốn ấy, thì trong thời gian qua vợ con đã tự thay đổi khá là nhiều rồi, bởi vì thực sự là trong cái giai đoạn khi mà vợ con là có một cái công nghiệp việc mới thì tự bản thân vợ con đã thay đổi rất nhiều những cái gì kiểu nóng tính hay là cái sự chín chắn hơn. Cái người phụ nữ là con thấy là đối với con thì bây giờ là chuẩn chỉnh hơn rất nhiều rồi. Con không mong muốn thay đổi điều gì nữa. Dạ, con mong muốn thì là bớt nóng tính. Bớt nóng tính lại. Vẫn là bớt nóng tính. Biết là nghe chồng hơn. Dạ. Theo chú nghĩ là cũng nên bớt đi. Dạ. Chứ nhiều khi nóng quá tác động vật lý cái túi nhủi cái đầu cái lỗ mũi mình nó bị còng. Đúng vô cái gì cái độc ra. Chúng vô cái lỗ mũi mình cái bị còng, cái phải đi lần nữa, tốn tiền nữa. Đúng không? Đó. Rồi giờ tới con đó Nhi. Con xin chia sẻ một chút là ngày trẻ thì là trẻ trâu ấy. Hai vợ chồng trẻ trâu nên thế nha, từ lúc là cưới nhau trộm vía. Ngoan hơn rất là nhiều, hai vợ chồng yêu thương nhau không tỉ thí bỏ công nữa. Nhưng ngày xưa không hiểu tại sao mà cứ nhìn thấy cái mặt là chỉ muốn cho gọi là đòn. Thì con cũng đã từng bọn con còn đánh nhau mà chạy mất cả dép, đứt cả dép, chồng con chạy đứt cả dép. Rất là nhiều câu chuyện rất là hài hước. Và con thì con thấy là chồng con có một cái tính xấu là vẫn vô tâm. Đàn ông mà vô tâm như kiểu con không biết là mọi người như nào, nhưng con đấy là như bệnh chung hay sao? Như thế nào là vô tâm? À,
thì quên ngày quên giờ, tức là những cái ngày đó nãy tự thú con đó. Thì con là người rất thích yêu kiểu nói hơi quá thì như phim thì không tất nhiên là không được như phim, nhưng con cũng muốn là thể hiện tình yêu một tí, nhưng chồng con lại là người thật quá, nên là thật quá đôi khi hơi vô tâm, và cái sự vô tâm của chồng con thì nó lại không hợp gu với con, nên là đã từng có lúc con đòi ly dị chỉ vì là con thấy chồng con yêu không yêu con lắm, nhưng chồng con lại nói là thật ra mỗi người một cách yêu, cách yêu của anh thì là lo lắng và chăm sóc cho em, anh không biết thể hiện thôi, nhưng mà thế này thế kia, nhưng mà lúc đấy thì con không tin, nhưng sau này con nhận ra rằng là đúng là như thế, tức là tất cả mọi điều chồng con làm đằng sau con không kể cho con luôn, là con rất cảm động vì là hóa ra là anh ấy còn làm những cái việc mà mình không biết, anh ấy làm to lớn, to lớn, thì lúc hồi đấy người yêu nhưng mà âm thầm hành động, đúng mà không thể hiện, không thể hiện ạ. Con đúng là con cũng là người bị kiểu không thể hiện tình cảm giỏi, không biết thể hiện tình cảm và cũng hơi kiểu lý trí, nhưng mà thực sự là như con cũng chia sẻ, như ví dụ như ngày xưa vợ chồng con có thể là có những cái giai đoạn mà đánh nhau hay là thủy tác động vật lý đấy, nhưng mà thực sự là cuộc tư duy con thay đổi từ khi mà con có hai bé gái, đúng rồi. Thì con cảm thấy là thực sự đấy là con thay đổi rất nhiều từ khi mà con có hai bé gái, là bởi vì con muốn là ok sau này mình cũng muốn con gái của mình cũng được chồng quan tâm chăm sóc hơn, rồi. Thì con cũng là đấy, thì con cũng là luôn là cố gắng, nhưng mặc dù là mình vẫn không thể nào cái người không tình cảm không có vô tâm thì cố gắng thì cũng chỉ được khoảng 7 điểm thôi, chứ không phải là dụ người chuyên giỏi tình cảm năng khiếu thứ rồi người ta có thể 9-10 điểm thì mình sẽ chỉ đạt đến bây giờ con là 7 điểm rồi đúng không? Dạ, con 7 điểm trên 10 thì cô thấy cũng ok rồi. Vâng, bây giờ vợ chồng con là khá là dung hòa, tức là những cái gì con thay đổi và chồng con cũng thay đổi, còn đôi khi vẫn bị hơi để ý về vấn đề là ví dụ như là hai vợ chồng đi với nhau thì chồng con lúc nào đi đằng trước, tức là chồng con bỏ quên con đằng sau luôn, quên nắm tay luôn, cô không nắm tay luôn đó, thì con bảo là vô tâm như vậy. Bây giờ cũng vậy luôn, vâng, rồi còn gì nữa? Thỉnh thoảng vẫn quên như thế, thật ra nó không phải vô tâm mà là hời hợt đấy. Nhưng mà ngược lại lại có những cái lại quan tâm lại kiểu khác, ví dụ như là không bao giờ để con phải chuẩn bị đồ ăn, tức là trừ khi là con thích vào bếp con nấu, còn nếu mà buổi tối mà đói thì chồng con luôn là người nấu mì, chồng con luôn là người gọt hoa quả, và chồng con luôn là người làm tất cả mọi việc trong nhà. Ôi, thì trừ hao đi thì nên là bây giờ con cũng chấp nhận về điều đấy. Đã thỉnh thoảng con cáu lên bảo anh không nhớ là em đi đằng sau à, dắt em đi các thứ chứ. À đấy, tức là có những cái nhỏ nhỏ như thế, nhưng mà đằng sau ở nhà lúc nào chăm sóc vợ, tức là không bao giờ để vợ gặp con ở nhà thì trộm vía con không phải làm gì, và chăm sóc con cái thì cũng có hỗ trợ của gia đình, tuy nhiên là anh là người trực tiếp dạy dỗ con cái. Thế thì con mong muốn chồng thay đổi điều gì? Thì con mỗi cái tật xấu ấy thôi à? Đừng vô tâm. Bớt hời hợt. Tất từ vô tâm hời hợt giống nhau. Còn cái gì nữa kể nốt. À, chồng con mà thấy con hiền hơn một tí. Tức là nếu mà trong cùng một câu chuyện nha, nếu như mà chồng con nói một câu mà con em biết rồi, hay là con nhẹ nhàng, thì chồng con sẽ lại nói tiếp. Nhưng nếu mà chồng con một câu chuyện mà con nói em biết rồi, xong chồng con nói tiếp, con phản ứng luôn, con bảo tức là con cáu lên thì chồng lại thôi. Thế tức là chồng con là mắc bệnh là nếu là thấy con trùng thì chồng con lại nói nhiều. Thế con chỉ mong là thấy em biết rồi một cái là phải hiểu là biết rồi, tại vì tính con là cũng hơi ngang hơi bướng, nên là khi mà con đã gần như là con thay đổi như vậy thì con muốn chồng con ghi nhận luôn để đỡ phải mất công nói con nói lại nữa. Còn gì nữa không? Hay là chỉ có bấy nhiêu thôi? Thật sự trong lòng con thì đối với con thì chồng con là một người khá là chuẩn chỉ. Hoàn hảo thì chắc chắn là không ai hoàn hảo. Nhưng mà để mà với gia đình thì rất là yêu bố mẹ, yêu thương bố mẹ, yêu thương vợ, yêu thương con. Bây giờ theo con thì chồng con cần cái gì nữa thì sẽ thành hoàn hảo? Cần điều gì nữa? Trước đây thì có một lần vợ chồng con cũng suýt ly hôn, chỉ vì là chồng con không, gần như là không đứng ở vị trí của vợ và cả để hiểu cái sự yêu thích của vợ. Thế là con là một người rất thích, nói thật là từ bé con thích làm diễn viên, ca sĩ, con có một cái sự yêu nghệ thuật, nên là khi mà TikTok ra đời ấy, là con rất chăm quay TikTok. Nhưng con rủ chồng con không quay, chồng con nhất định không quay, và chồng con cãi nhau với con, cãi nhau rồi hai vợ chồng cãi nhau, có những lúc cũng chuẩn bị bỏ nhau chỉ vì TikTok. Mà nếu mà hai lần bỏ nhau mà một lần vì thẩm mỹ, một lần vì TikTok thì quá buồn cười. Thế nên con bảo không có ai bỏ nhau được như vậy cả, nên là cố gắng, không thể bỏ nhau được thì cố gắng quay TikTok đi, vì đằng nào cũng không bỏ được nhau rồi thì cố gắng mà quay. Thì hồi đầu chồng con không quay đâu, chồng con rất khó chịu, tức là hồi đấy chồng con rất khó chịu việc con quay TikTok rủ không quay, và chồng con cứ làm việc thì con lại bê đèn, bê máy, không con biểu diễn đằng sau lưng chồng con, thì chồng con hỏi là em làm cái gì đấy, thế mà là em quay TikTok mà, chứ anh đã bảo anh không quay thì em cứ quay, mà chứ em có quay anh đâu, em quay em mà, em đứng đây em quay mà, còn anh ngồi là việc của anh. Tức là hiện tại là kênh TikTok của bọn con là cứ là chồng con ngồi làm việc, còn con đằng sau con nhảy nhoi, tức là không ai liên quan đến ai cả. Thế xong rồi về sau chồng con đang từ khó chịu không thể nào mà chấp nhận được và không quen, thì sau đấy anh ấy cũng đã thay đổi,
và anh hiểu, anh ấy thương vợ hơn, thấy vợ khổ quá, thấy vợ cứ kiểu cứ kiên trì quá, tức là chồng con không quay đấy là việc của chồng con, còn con vẫn cứ con cứ quay thôi. Con là rất là nhây và kiểu là làm là phải làm cho bằng được, cái kiểu ví dụ như con bảo là con không thích quay tóc TikTok vì con không biết diễn cái gì cả thì vợ con cho con ngồi yên đấy luôn, không cần phải diễn gì cả. Giống ngày xưa hồi mới cưới anh thấy bảo anh sợ chụp ảnh lắm, rồi anh không biết chụp ảnh, anh không biết diễn cái mặt gì cả, là thiết kế cho con nguyên một bộ ảnh chỉ có quay lưng con, còn lại là chụp mặt vợ con không cần mặt của con luôn. Nhưng mà chú suy nghĩ nghe, thí dụ như con thích quay dạ. Thì ví dụ như bà bê nguyên cái đèn tới bà quay thì con đứng lên con bỏ đi. Dạ không, con cứ ngồi đấy vì bỏ đi thì đâu, thì bà lại chắc cũng thích lắm nè, bỏ đúng đi thì bà lại đuổi theo đến cái nơi đấy đi thôi. Mà bây giờ chắc anh ấy cũng là một TikToker luôn. Vâng ạ, bây giờ thì chồng con lại được yêu thích hơn con. Lên TikTok làm, thật ra bọn con không hot đến mức mà là TikToker đâu, bọn con không nhận mình là TikToker. Vì bọn con làm TikTok là để cho happy thôi, cho cảm thấy cái cuộc sống nó vui vẻ. Đúng rồi. Văn nghệ một chút thôi, chứ con không quy đổi hay là không cái làm cái đấy để làm kinh tế. Và con cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mỗi lần hai vợ chồng quay xong rồi quay nhiều view, con tức là tỷ lệ con cảm thấy cái niềm vui mình giống như con yêu chồng con chỉ vì là đi qua nhà chồng con chẳng hạn. Thì đây ví dụ con yêu chồng con hơn cũng chỉ vì là nhiều team TikTok thì con yêu chồng con nhiều hơn đó. Bạn bè con vẫn bảo là mày tên là Hạnh, này tức là hạnh phúc mà sao anh xem TikTok của mày sao trông mày bất hạnh quá. Trông mắt kiểu đang phải cam chịu rồi. Ở trên đấy mọi người gọi con là 3 phần bất lực 7 phần luông chiều. Mọi người đang phải đặt cho con chuyện mấy cái nét là khán giả là mọi người lại thích cái nét đấy của con. Nếu mà con mà có thể vui vẻ là mọi người lại không quen thì sao. Mà chồng con từ lúc cảm nhận được cái sự ảnh hưởng của mình mang đến niềm vui cho người khác, là lúc đầu là không hiểu đâu, lúc đầu nghĩ là xàm xí. Thế nhưng mà càng về sau càng thấy nhiều người là ôi nhìn xem clip của anh chị cảm thấy có niềm tin hơn trong hôn nhân, có động lực thế nọ đấy kia. Với cả thật sự là khi bọn con vào Sài Gòn, bọn con gặp được rất nhiều người nhận ra bọn con, chủ động ra thật sự là ở trong Sài Gòn mọi người rất dễ thương. Ngoài ra mọi người nhận ra, mọi người nói ôi em hay xem anh chị lắm. Thì cái điều đó thì bây giờ thì chồng con chắc là cảm nhận rõ rệt nhất. Và chồng con cảm thấy là hóa ra mình cũng mang được niềm vui cho người khác. Thì khi đó chồng con mới nhận ra rằng là mình có giá trị. Một cái gì đấy là cộng đồng. Đối với cộng đồng, chồng con bây giờ lại thành là thích hơn con. Thỉnh thoảng là hỏi là có quay gì không. Nhiều bạn trẻ cứ hỏi bảo là trông anh chị hạnh phúc thế rồi chia sẻ bí kíp đi, quyết đi. Nhưng mà thực sự là nó rất là một cái đấy, không phải là có một công thức chung cho mọi người hạnh phúc. Nhưng mà mọi người cũng thấy là để mà có những cái giai đoạn, đối với con thì là chỉ có những cái giai đoạn hạnh phúc. Còn để mà có những giai đoạn mà con được hòa hợp như ngày hôm nay thì bọn con cũng đã phải trải qua rất là nhiều cãi vã, rồi cũng đơn ly dị, rồi tác động vật lý, thực sự không thiếu một cái gì cả. Nhưng mà có một bài học mà con cũng ngộ ra trong cái giai đoạn mà bọn con yêu nhau, đó là ngày xưa thì con hay đối xử với vợ con theo cái cách mà con muốn. Còn bây giờ thì mình hiểu là cái đấy thì mình không thể làm được, mà mình phải đối xử với người kia theo cái cách mà họ muốn. Ví dụ như mình nói chuyện với người ta tiếng người Trung Quốc thì tôi nói tiếng Trung với bạn, thì người ta chúng ta sẽ hiểu được nhau. Chứ để mà tìm ra cái ngôn ngữ chung thì nó không phải lúc nào cũng là hiệu quả. Thôi vậy là quá hay rồi. Dạ. Thực ra mà nói á, khi mà con ngộ ra cái điều đó rồi á, thì chắc chắn là tụi con không bao giờ có cái chuyện mà ghi cái tờ giấy ly dị nữa. Nay là 14 năm rồi. Sẽ còn là bao nhiêu? 54 năm nữa là bao nhiêu? 54 năm nữa là đám cưới vàng. Đúng không? Vậy. Năm đâu? Không cần 50 năm thôi. 50 năm nữa là 36 năm nữa. 36 năm nữa là đám cưới vàng. Chú hy vọng là các con là biết đâu chừng sẽ nắm tay nhau. Vậy. Đó sẽ đến mà gặp anh Quyền Linh, chương trình tình trăm năm cho nên đó. Không. Cái chương trình của mình á, cũng là đám cưới vàng là comeback lại được. Dạ, đúng rồi. Thôi bây giờ hôm nay trước khi tạm biệt thì không biết rằng là con đã hạnh. Không biết là con có cái điều gì để mà dành tặng cho vợ mình trong cái dịp gọi là đặc biệt. Vâng. Thì đây đúng là một dịp đặc biệt trong cuộc đời của con ấy, vì đây lần đầu tiên con được lên TV. Thì con cũng chuẩn bị cho vợ con một món quà. Trời ơi, biết chuẩn bị quà. Chú không hề biết luôn. Dạ. Tất cả mọi người không hề biết. Con cứ thoải mái. Đấy, đứng lên luôn chứ. Đấy. Thì con có một món quà tặng cho vợ con. Ôi trời. Sao ngày hôm nay thì ôi dồi, con có quá. Em có thể mở luôn. Thế á? Ôi lúc nãy con thật sự nhá, đầu con cảm giác con phải đi làm thám tử ấy. Con thấy nói chuyện gì dấm dúi với chị biên tập và con bảo là không sao đấy, có chuyện gì đấy. Thế con còn lúc chị phỏng vấn con bảo không hiểu hôm nay chồng em có cầu hôn em lại trước trên sân khấu không? Con còn nói thế. Có khi lại. Rung kìa. Ô không mở ra được này. Ôi, cái gì vậy? Đó không phải là một thứ gì to tát, nhưng thực sự đây là con tặng vợ con một thỏi son. Tại vì thực sự hôm nay nó là một ấn tượng đầu tiên là con được tham dự cái chương trình này, thì con cũng muốn giải mã là bọn con là cặp vợ chồng, thì tặng vợ con một thỏi son để cho thành vợ chồng son. Đi thi vợ chồng son là cái lý do đầu tiên. Thứ hai thì son là bố con đấy là biểu tượng của phái đẹp. Đối với con thì con thấy là khi phụ nữ tập tô son lên thì nó như là một samurai, người ta đã kiếm vào là người ta sẽ đi ra đường, và đấy là cái cuộc sống là bắt đầu là
sống với cái vẻ đẹp. Và thứ ba là nó còn có sự là ý nghĩa là sự may mắn. Thì con muốn chúc cho vợ con là có sự may mắn và luôn xinh đẹp với cái và hạnh phúc và thành công trong cái công việc mới của bà con. Xin cảm ơn. Trời không chừng hồi bốc tâm chúng tưởng. Son nữa, năm hộp son nữa. Và cũng gửi thêm một ý nghĩa nữa là chúc cho hai đứa sẽ luôn hạnh phúc và luôn luôn yêu thương nhau và mãi mãi là sắc son với nhau. Cảm ơn ạ. Vậy con có thấy là bảo là chương trình là có chú Thuận là chương trình chọn cái tên rất là hay, vì có chú Thuận đây thì chắc chắn là sẽ thuận vợ thuận chồng, tắc biển đông cũng cạn đấy ạ. Chú cảm ơn con. Cảm ơn con rất nhiều. Rồi bốc thăm.